lịch sinh thái Măng Đen nha các bạn. Đó, hướng vô nè, hướng vô là bên phải mình nè, là mọi người hay chụp hình chỗ cái hàng 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 thông đó, hàng thông bên đây nè. Đó, vắng lặng ha, yên lặng quá ha. Đó, đây nè, thì anh em mình nãy từ cổng đi ra. Bà con đậu xe rồi chết in nhiều lắm nha. Đây là đèo Măng Đen nha. Dài đây vô đèo Măng Đen nè, dài 12 cây số. Kỳ này anh em mình đi quá trời đèo luôn các bạn ơi. Quá trời đèo luôn. Anh em mình giờ coi như chinh phục không phải là tứ đại đỉnh đèo nữa rồi. Đây miền Tây miền Nam rồi. Miền đây phương Nam núi Chập Mà Trùng, người đời đặt tên là Lam Sơn. Lam Sơn ạ. Nhiều lối đi quên cái gì tới đây luôn rồi. Chào buổi sáng các bạn á. Tại bây giờ mình đang ở Măng Đen nè, tức là ngay chỗ cột mốc quốc lộ 24, tỉnh lộ 676. Như mấy cái thứ 1. Hôm qua mình ở bên chỗ homestay Măng Đen bên đường các bạn. Ở đường phố nè, sương mù. Rồi cũng mát mát thôi à. Xe là lạnh mát thôi chứ không có lạnh nha các bạn nha. Mình vẫn bưng áo tay ngắn bình thường nè. Và nhìn cái không khí thấy đẹp lắm. Nhưng mà mình đánh giá một câu là không bao giờ mà nó có sầm uất giống như là ở Đà Lạt, giống như là mọi người nói là nó Đà Lạt thứ hai. Thì mình đánh giá không phải, Măng Đen là Măng Đen và Đà Lạt là Đà Lạt. Có một cái gì khác nhau. Có một chị ta comment đó, ta comment nó nói với mình đó, mình thấy cũng có lý. Tức là người ta đòi hỏi như vậy để chi, để mà dính dáng làm bất động sản thôi. Đây, rồi con đường này vắng lắm, con đường bên ngoài đây nó vắng. Sư phụ ha, đẹp ha. Mình đang đứng trên đường Hùng Vương các bạn. Ê, ô xe cỏ mình đồng hành với mình mấy bữa nay đó. Mình đi mới có năm mấy mà đi chinh chiến biết nhiều à. Nó sương mù nó ngày càng dày đặc rồi các bạn ạ. Thank you.
buổi sáng các bạn nha. Anh em mình đang ở Măng Đen, đang đi ra ngã ba Đông Dương các bạn. Cái chỗ mà tối hôm qua mình đi đá quá trời luôn bên đây chúng ta. Công viên đá đó. Công viên đá. Công viên đá nè, chất quá rồi đá thì từ. Cái này nó chắc có keo quá. Có keo, miếng keo chích miếng keo trong. Đây bụi xì. Cái keo đá. Tí xíu rồi quẹo vô hả? Nó chỉ có dắt tay cái quán cà phê là chuyên vậy thôi chứ có gì đâu ha. Đường cái quán nào nó cũng bự bự á, ha. Đất rộng mà măng đỏ quán luôn. Đen chữ đỏ đó. Măng đỏ để tên. Quên tìm hiểu sao ai biết tại sao tên măng đen không à? Chắc có chuyện gì. Gà quá trời vô. Gà nướng xiên cơm gà không kìa. Tùy duyên. 127 cây. Anh em mình định đi thác Ba Giọt thác Ba Sĩ để mà check in chút. Nhưng tối hôm qua có gặp em trai đó, nó cũng ở Sài Gòn ra, gặp ở trong chợ phiên á. Nó nói nó đi nó mém té luôn á. Tại trời mưa, đường xấu, đường đang sửa rồi. Thôi anh em mình quyết định đi ngã ba Đông Dương, mấy nhà hơi pháp. Tại mình vô đây á, là mình vô cái phải qua cửa khẩu Bợi á, nó có con đường men vậy nè. Anh đi check in, em vô cửa khẩu đi qua trái, đi vô trong cái không đi qua bên phải. Có kia là nhiêu cây, bảy mấy cây hả? Bảy mấy cây. Số kỳ vậy ta. Thôi bắp lại coi. Có gì nó sai sai không? Sau đây tới 120 mấy cây. Nó vô có 1 phút mà. Anh á thì anh thấy á cái này mới nãy bấm đi tôi vô chạy từ qua đây. 120 mấy cây. Nếu anh đi ra cửa khẩu Bị rồi, cái quanh cái ngã ba Đông Dương là như bấm ngã ba Đông Dương coi. Cũng nhiêu đó kệ à. Cũng nhiêu đó không chứ làm gì cái cách sao tới mấy chục cây là sai đó, tại vì từ đó vô mấy cây số à. Tại vì hôm qua anh bấm, tối hôm qua anh bấm anh thấy là còn 331 cây. Đúng rồi, 127 cây đúng không, ngã ba Đông Dương 127 cây à. Đúng rồi, một con đường mà 125 cây. Tức là từ bờ vô đó 2 cây nữa hả? À? Từ cửa khẩu. Có hai bên đường ta chụp hình đó, rồi đứng ra chụp hình quá trời. Ta tránh đi đây rồi rừng thông Măng Đen. Khu này là khu rừng thông Măng Đen. Nó có bán cà phê kìa, để ở đây có bán cà phê, mua cà phê mình luôn. Wow, bà con đậu chế đen quá trời kìa. Mày có xuống muốn xuống chụp hình không con? Chụp đi cho bạn, quay cho bạn đi. Dạ thôi. Xe đậu mình được xuống chế đen rừng thông Măng Đen. Đó, mình đi về phải là mình đi về nè. Có cần đứng để chụp tấm hình không này? Con du lịch
ngay cái cổng của nó nè, nè cổng băng đen nè, người ta đứng đây nè, người ta chụp nè. Đó, đó. Khu sinh thái băng đen nha. Chụp không? Cứ chụp tám đi. Chụp. Hả? Đậu xe là chụp. Du lịch sinh thái băng đen nha các bạn. Cái hướng vô nè, hướng vô là bên phải mình nè, là mọi người hay chụp hình chỗ cái hàng thông á, hàng thông bên đây nè, đó, vắng lặng ha, yên lặng quá ha, đó đây nè, thì anh em mình nãy từ cổng đi ra, bà con đậu xe rồi chết in nhiều lắm nè, đây là đèo băng đen nha, dài 12 km nè, dài 12 cây số. Kỳ này anh em mình đi quá trời đèo luôn các bạn ơi. Quá trời đèo luôn. Anh em mình giờ coi như chinh phục không phải là tứ đại đỉnh đèo nữa rồi. Đây miền Tây miền Nam rồi. Miền Tây phương Nam núi Chập Mà Chùng người đời đặt tên là Lam Sơn. Lam Sơn hả? Nhiều nói đi. Quên cái gì tới đây luôn rồi. Nói đi đến ngôi trường nằm lấy cánh con đèo quyền con rẫy các bạn. Kính chào quý khách đã vào bắt đầu anh em mình vô quyền con rẫy rồi đó. Xe nó đổ về băng đen á. Nó từ bên ngoài nó vô. Đó, bây giờ mình đi cái đường này cái gọi là chút nữa mình đi gọi là đường tránh thành phố Kon Tum, nó có một cái xẻ núi rất là đẹp nha các bạn. Xẻ núi và giống như ví dụ đường này nè. Sẽ núi các bạn thấy không? Tuyệt vời, không mặt trời. Đây là đèo băng đen nha, mình đang đổ ra nha. Còn các anh chị nào bên ngoài vô thì phải lên đèo. Nãy giờ mình thấy xe ô tô đổ vô buổi sáng này đông lắm. Chắc là họ ở Gia Lai để chơi á. Hôm nay là mới vô. Ở Kon Tum chứ? Ở Kon Tum á. Hồi xưa mình cũng từ ở Kon Tum mình lên. Từ ở Kon Tum mình đợi, em ở Kon Tum. Thì chương trình của mình cũng đầu tiên là mình định về Kon Tum rồi mình do anh chứ đâu có ấy đâu. Nhưng sau đó tự nhiên nghĩ sao ngang đoạn đường đó thì nó khỏe hơn. Mình cắt ngang đoạn đường đi bằng đoạn đường mới cái tự nhiên được đi vô được đường Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh. Tại vì anh em mình tính đi vô tính tham quan một số điểm. Có thác Ba Sĩ này kia để mở cái lạnh đi. Có thác Ba Sĩ này kia nhưng mà nghe mấy anh đã đi trước rồi nói qua trời mưa nhầy lắm, vô đang sửa chữa đường trong đó té tùm lum. Thấy gì mà có vô công xe lên được, xe ta nhỏ được. Xe hai bánh cũng té lên té xuống. Khó vô chứ xe. Khó vô phải hai cầu thì dám đi. Cầu đi rồi. Nó trơn lắm. Đẹp quá kìa. Phía trước mình bên tay trái của mình là cái vực đó. Ôi, xe người ta đậu kìa. Chập trùng luôn kìa. Đèo này dài 12 km nha các bạn. Ôi đẹp quá. Ôi ơi quá đẹp luôn. Sâu thăm thẳm. Mình lên phía đèo bên kia. Khi mình vô trong băng đen á. Đúng không? Đèo thấy không? Đúng rồi. Đường ngoài đó thì rộng hơn đường rộng này hơn chút. Trong này.
vậy là được rồi, đèn đường vừa đẹp, đèo vừa đường ngon lành. Thầy giáo không có, lại không có làm visa nào chứ. Xuống bớt xuống thấp đi ha, cho nên im ai khỏi phải ra thắng. Đẹp quá ha. Thôi nghe nên mình không dài là từ lúc mà mua xe giờ là chinh phục đèo nhiều ha, ha. Quá trời đèo. Xưa là anh Thần anh đi xe thì anh chỉ có chinh phục được đèo Đà Lạt à, ha. Ừ, đúng rồi. Chỉ đèo Bảo Lộc à. Sau này hai anh em đi là đi tụt lum đèo. Tổ ngồi đèo đang sửa chữa mà ngủ vô cho lủng hai cái bánh xe. Em thấy cái đường cái bánh xe đó là em ngay là chạy vô chạy cái đường đó. Chết, đã nó chém. Số thì chịu thôi. Đã nó chém. Tại vì có một số đoạn qua mình bị trượt á. Trượt nó bị cái này. Ha. Xuống xây á. Mì vậy. Ôi ôi. Anh em thì không ngồi dán bếp xe. Coi súng bắn rẹt ra xong khỏe gì không? Đúng rồi. Mốt đi chơi phải mượn cái súng này. Không, mốt để đầu tư không? Đầu tư cây súng để đó. Xong rồi súng bắn bắn vít nha các bạn, ốc vít bằng pin á, chứ không phải súng mấy ngàn. Rồi với hơn nữa nếu mà đi thì chuẩn bị đầy đủ, anh em theo giống như nó thấy đem theo cây cọ với một cái đây mình lấy một cái chai nước suối nhỏ, cái mình pha nước rửa chén á. Vậy nước rửa kiến mình cũng được nè. À, nước rửa chén nó không bằng nước rửa chén thì nó ấy hơn. Cái coi như đi mà chấm. Cỏ đây xem có luôn mà, trong đây có cái cỏ nè. Em qua vô quên á. Vậy. Đó cái cỏ nằm đó, cái cỏ tròn. Không mà phải tháo vỏ ra kìa, tháo vỏ ra kìa mình mới chấm mình mới biết cái chỗ xì được. Chứ còn nếu như cái nào mà nó có cái viên đinh rồi á thì mình thấy liền được. Thì qua cái này mình thấy rồi mình rút kinh nghiệm. Đang hạ độ cao nên độ tay là mình ù các bạn ơi. Rồi con gái chạy xe cấp cứu dữ vậy à? Con gái vậy. Nói chung á, sau này đi đường cho dù đường đèo đường này kia thì có cái kể cả việc map hay là Google map thì cũng hay lắm nha các bạn. Cho dù vẫn cái nào mà vẫn quen thì thôi, chứ còn đi mà đường lạ thì cứ mở lên thì coi như mình sẽ nhìn mình thấy trước, mình biết cái cung đường nó sẽ cua trái cua phải nó như thế nào phía trước á. Xưa đi như mù á. Xưa đi như mù chạy tới đâu ấy tới đó nên chặt vô mấy cái cua nó sẽ nguy hiểm hơn. Còn khi giờ mình vừa chạy mà mình vừa nhìn lên trên map á, chỉ cần đìa nhẹ qua cái mình biết đối là sắp tới cua trái cua phải gì đó. Đấy, mình thấy mà cua cắt quá cái mình giảm tốc này. Từ nè các bạn đi xe Honda đó, chạy ôm cua sướng à. Đúng rồi. Ồ đẹp không kìa. Còn BTCT là gì ta? Bê tông cốt thép. Bê tông cốt thép hả? Đúng rồi. Wow, trời đẹp. Ôi ơi, bên phải mình là cái vực. Không đẹp, không đen đẹp nha. Vậy là mình sẽ bỏ vô cái cái một cái map lộ trình của mình đi đèo của mình ha.
đèo mới, các bạn con đèo cũ nó nằm ở dưới kia kìa, phải không? Thấy cũng vậy, thấy nó vẽ đường nè, có con đèo cũ dưới đây nữa, quốc lộ 24 cũ anh thật vậy đó hả? Ờ nè, đèo đèo mới á. Trên cái map mình thấy là dưới kia là quốc lộ 24 cũ, đèo đèo Bằng Đen. Cẩn thận quay cái thùng lũng. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái trái
cầu đang là đất không à, hơi nữa mình đi ngang qua đồi đồi mà của đồi đất câu á, anh hỡi anh ở lại Sally đó. Không có, chắc bỏ trong máy rồi, bỏ trong giỏ rồi. Chỗ sạc ly á. Vô sân bay Phượng Hoàng ha, sân bay giải chiến của khu vực Gia Lai. Chừng cái cất bò nha. Đây số 1, chiếc số 1 chuẩn bị chạy. Ồ đó, chiếc máy bay, chiếc máy bay. Chiếc máy bay này ghê quá. Chiếc máy bay này ghê quá. Bà già này ghê quá.